Alo, nghe rồi hả? Mẹ mày, Alo, mày to phải lồn chim nhỏ lại chứ ba. alo, ồ, nghe hả? Ê, tao cắm cái này vô cái cổng main đó mày ơi, chứ cái sao cạc tao cắm vô nó không nghe, nó không nói được. Ba mày tao mày mày chỉnh cái device default device lại sai rồi, mày chỉnh qua cái càng sau mới đúng. Thì nãy tao chỉnh cái sao đâu có nói được đâu, cái giờ tao cắm vô cổng main luôn rồi, chỉnh qua cái default cổng main thì nó nghe được nè. Thì mày đang Ôi, nghe tụi tiếng. bay đâu ạ? À? Mày Ôi, đang tao nghĩ. nghe tiếng mà càng sao đúng không? Không, tao đang nghe, tao đang nói bằng cái tiếng cổng main á. Tao hỏi mày là nghe bằng cái gì? Nghe bằng cổng sao? Mày chỉnh lá hồi mày chỉnh lại cái mày tắt hết mẹ cái trên mạng cái đằng lại đi mày chừa một cái thôi. Mày để tùm lum vậy nó nhận tùm lum là phải rồi. Chỉnh mic nhỏ nhỏ lại ồn quá. Tao đang xài bằng cái mic rời vậy, chỉnh sao vậy? Chỉnh nó ngoài setting á. Nói Tính trong khi người ta đi bắn giết, tao đứng ở đây tao chỉnh mic à. tính được cọt á. Tin gì còn. Cái output volume đó phải Input á. Giảm lại. không? Alo, alo, alo. Nhỏ nữa, nhỏ nữa. Alo, alo. Lớn lên xíu. Thôi rồi, mày để nghe đây, tao chỉnh lại tiếng của mày. À, tao đang xài cái mic 30 ngàn á mày. Ui, tao xài mấy 50 ngàn đó giờ có bị gì đâu. Ê, chỗ tao có người mày ơi. Đâu vậy? Mày sai vậy? Tao không biết nữa. Ôi, Pico. Có người Pico ơi. Đâu 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 đâu. Qua đây có người nè. Tự nhiên mới nghe tiếng nhảy khiến người ta đâu có ai đây. Vừa nghe tiếng nhảy kiến xong Có khi nào mày nghe tiếng của tao không? mày ở xa lắm không nghe tiếng mày được. Cái lầu phía cô lầu, bên lầu này cái Lâu nhà này quá. nè. Lâu quá không chơi đục hết cả ngày rồi. Chết bà, chết bà, chết bà. Ôi. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Ở ngoài, ngoài. Ê mày ơi, mày tao giết được thằng kìa thấy không? À. Thấy không? Tao giết được thằng kia. Đây rồi, từ từ. Từ từ tao có bị kẹp nè. Thôi không biết sao tao bắn phát sụt gần cái nó gục luôn mày. Hên thật. Cái nào còn thằng đó biết cô. Nó vẫn mượt. Vẫn nuột như ngày nào. Nó nhìn tao nè, nó nhìn tao nè. Tao giết được một thằng này nha. Nó có khi nó trong phòng này phi cô. Được nha, mỗi thằng nhìn góc nha. Rồi góc này em thấy nha. Dùng một hai thằng vô hai thằng nè. Ủa, đâu rồi? Hay là nhà bên kia? Ổng, bên này. Má cái nó chạy đâu rồi á? Chạy đi kêu đồng đội nó rồi quá. Thôi đi qua chỗ tay bà. Tao lượm được một đống máu luôn nè. Mày đâu tay bà? Đang đây chứ đâu. Đi đây đây đi coi. Tụi mày có xài X4 không? Đó. Nó có cái rồi.
Tụi mày có thằng đâu hả? Để tao lục đồ ở đây xong rồi tao qua tao yếm chợ tụi mày. Mẹ mình lút xong mình chạy tới chỗ nó rồi giờ đòi yếm chợ mình. Ghê thiệt. Dạ. Ừ. Tụi mày đang tới đâu rồi hả? Together, hiểu không? Tao có quá trời đạn 9mm luôn nè. Không sai được 4 thì tao bứt 3 cái 4 thế giật. Phải. Giữ cái, đi coi cái 4 chưa? Chưa chưa, giữ tao 1 cái. Giữ nó 1 cái kìa. Thôi. Tao đi buôn 4 thì cũng được. Bốn thở sai vậy. Đang tới đây. Này cho mày cái S4 nè, kêu vô. Ok. Đứa nào bắt nạt quỳ hả? Để sao? Ôi, lại bắn ông sạch đi. Ê, ê, em nói kìa, cái địch mẹ mày. Tao thấy rồi, trong cái nhà hướng 70 á. Mấy thằng luôn. Móc lên vậy. Hình là có tao làm mồi đó nha, không thôi tao quay bị nó bắn rồi. Nó bắn tao thì sợ yêu. Thôi, đại ca chết rồi. Chỗ nào vậy? Tao chó. Nó xuống chưa? Chưa, nó còn đứng trên mấy nhà. Nó vừa bắn tao xong. Tao không thấy nó đâu mày ơi. Ê, ngay trên đầu tao. Đầu mày hả? Rồi đi, để nó lên tao cứu mày. Không kẹo đâu. Chặt thôi. Huy 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 bên phải mày Huy. Cấu đường thằng rồi. Phi cô đẩy đi Phi cô. Đây để trong một. Biết đây đây tao ba từ từ mày đừng lên liền, đừng lên liền. Một thằng ở chỗ tao nè. Nó trên á. Đi trên, nó đi trên.
Trên đầu tao với T3 mà đi lại chỗ tao là mày thấy nó liền T3. Hai thằng, hai thằng. Này, này ném lửa vậy? Tao ném mà không tới. Má nó bủ ba luôn, địt mẹ nó. Rồi, quý em thức rồi. Nó bủ ba luôn mày. Mày để, mày đi đó đi nó luôn các bạn. Đó, nó bắn kìa, đi thẳng lại. Ừ, đi thẳng lại luôn, nhanh lên. Nhanh lên, nó đang nhìn tao. Ừ. Đó, kìa kìa dưới chân kìa. Tôi ơi. Hát nó cầm cái súng xịn là mày ơi. Thì có đâu. À, Huy lại chết nữa rồi, tạ thật. Đứng rồi Pico. Quả tạ 20 kg. Đi đánh tao nha. Đây bao gồm rít lẹ chết vô nào. Đâu mà chết hả? Đâu mà chết. Dạ nó nằm trên bản đồ đó ông nội. Ở chỗ một nồi luôn nè. Mẹ không một nồi mới lạ. Mày nghĩ sao ở chỗ này không một nồi? Sao được. Coi như là mình bỏ túi 4 mạng rồi. Còn 2 mạng nhường cho Huy. Mày nghe chưa Jet? Huy thấy sao? Tao thấy sợ quá. Súng đâu? Súng đâu? Được nè, éo cái súng. Khi bạn đéo có súng. Đéo có súng rồi my friend. Mạnh miệng quá. Ôi mẹ ơi, thôi chết chết, thôi chết thôi ông. Cứu. Thôi hết ngựa rồi. Quit game bạn. Ê, trời ơi, má ở đây còn thằng nữa. Trời ơi. Má đéo súng ống gì thiệt luôn. Ê, cái thằng dí tao hồi nãy nó bị thằng khác bắn chết rồi. Giờ giờ thằng khác nó dí tao. Úi đừng đi. Ủa sao mày vẫn còn chạy được kìa? Heo. Tao còn miếng máu, tao đang dẫn nó tới chỗ tụi bay. Má thịt cò, tao đéo có súng đâu. Đồng thôi. Tụi máy mày đéo có súng thiệt luôn mày. Phải lòng. Trời ơi, hàng mày đéo có súng luôn. Tao có cái cấp, cấp 2 nè. Đây là cái lồn gì? Ê, chết mẹ nó thấy tao rồi, nó thấy tao rồi. Có nên tố cáo. Sao hả? Ơ! Nó trong nhà hay sao? Ngồi, ngồi, phía bên phải mẹ ạ. Mới từ mấy nhà kho ra. Nghe rồi, nghe rồi. Mày. Ủa gì bắn anh? Nghe mày. Để tao lia chỗ này nào đi ta. Ê tay bà.
Lấy cái gì tao chết nhắc rồi, lấy cái gì nữa. Ấy, đủ mất, đi xuống đó rồi. Ý là tao tao lia nè. Tao đang ra ngoài đọc chuyện rồi. Sao đó ai nhìn tao vậy? Chết nhanh đi cho Z vào nào. Nè, mày thấy tao đi giữa đường, đấy mày bắn tao nè. Hồi nãy cắm đầu cắm cổ chạy dữ lắm mà. Tụi bạn chắc chết hết rồi quá. Ê, có thể vô, có thể vô. Mẹ nó trong nhà. Đầu lưng. Bóc Huy đi, Huy share. Một, hello, hai, hello. Ba, bốn. Ê, tụi tao bay nhầm chỗ rồi. Huy lại bắt trước tao à. Tao bay nhầm chỗ rồi. Huy lại tính ăn lẻ xong giả bộ la lên nhầm chỗ. Ê, mẹ, mẹ tao bay nhầm xuống đây rồi. Mày cứt. Ôi, bay xuống đó thì ăn dưới đó luôn đi. Ôi, ôi. Má, tao nhìn nhầm. Tê ba bay lộn rồi kìa. Tê ba, bà uống hấp quầy bên đó kìa. Quả trên đây một nụi luôn mày ơi. Mày lượn qua chỗ tụi nó đi. Ủa mà sao? Ôi ghê quá. Đi ra với 5 kill. Bên nó liền tem cho nó luôn mày. Nhầm nhìn nhạc. Mấy tem á. Tao thấy được 4 cái dù. Bắt mày có vấn đề rồi. Tao thấy 100 cái dù. Sao cái chỗ khỉ ho này mà cũng có đứa vô nữa. Vậy mà mày không nhìn lại mày sao? Tại sao mày lại vô? Mày biết tính tao mà, tao thích những nơi vắng vẻ. Ừ. Thì người ta cũng thích những nơi vắng vẻ. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người để trốn làm sao? Có ca ca lận lưng. Gì vậy? Tại sao khi cô lại mất máu? Nhảy từ trên lầu nhảy xuống. Hết hồn. Tin ơ. À. Rồi bà chết chưa? Lâu. Má tao vũ trang tận răng này. Thấy đứa nào là bắn đó, đó mà chết. Xin một cây đỡ phong vân. Chấm của tao nha. Lục lẹ đi rồi qua cứu Quy đi. Ê, sao thế bà? Có xe rồi, làm gì làm đi. Ồ, tao hai cho trao lại luôn. Cái này cái gì ta? Nó rét. Cái súng á. Barret. Đây là cây Barry M762. Thật là Barret. Đột kít. Đột kít nhập ư. Tao quăng cái xe bị con. Xe ta đâu rồi?
Ok ba. Ok gì đâu. Thường thôi mà. Đủ hết rồi chưa? Tay tao thôi. Rồi. Chấm một tao có SLR á. Không biết Pico lấy chưa. Có lấy chưa? Lấy rồi. Không. À, chậm một bước rồi. Đi thôi. Xin bạn năm. Nè. Đúng rồi, đi thôi. Vô cảnh kêu thôi. Đi thôi. Đâu? Qua bên kia giết la kìa. Qua bên kia giết mấy thằng kia. Huy đang lẻo đẻo theo sau mình. Mày là sao? Mày nấp bẫy T3. Bởi vì T3 mặc váy không? Mày im đi. Có xe này có con Huy hả? Phải chiếc này nãy không? Không. Tao đậu bên kia. Cái chiếc F1. À, tao bắn tụi mày phải không? Kìa. Nghe, nó qua phía bên kia đường kìa. Nó qua phía mày ơi. Thấy không? Thấy không? Chỗ tao đang nhìn này. Còn thấy rồi, trong nhà nhỏ, thấy rồi. Ê, tao thấy hai thằng, rồi. Hai thằng nha. Nó chạy kìa, nó chạy vô khu kìa. Ê, trời ơi, trước mặt mày ở Huy. Thấy rồi. Nó chạy vô cái khu mình á. Nó dưới nè, 275. Nhà to dưới. Sao Huy là anh Huy? Khao á. Còn thằng nữa đâu? Mấy thằng rồi. Mấy thằng à? Hai thằng còn thằng nữa. Ít nhất là hai thằng. Chỗ nào vậy? Ê, T3 mày đi lẹ vậy? Tao chạy lại tao lục đồ của nó. Ôi, nó bắn tao kìa, Rồi. Sao vậy? Má, trong nhà kho. Má, tao vừa định nói xong. Nó trong người tao giữ tới 100 hộp đạn lận mày. Nhà kho to này đúng không? Ừ. Tao chưa bắn được gì nào luôn. Đi khúc đi con rồi hả? Trên này hai thằng nữa. Má hết đạn. Ủa? Ủa? Mày đập, đấu không? Team khác nữa. Ê, thằng Z nó đập xuống nó kêu ủa sao tao gục vậy? Giết thằng rồi. Đó. Chăm sát tao còn hai thằng gục chỗ đó rồi Z. Cái chỗ tao gục hai thằng rồi, một thằng trong nhà kho thôi. Cái chỗ tao bắn phi cô chết là tao bắn gục hai thằng ở đó rồi. Còn thằng sẽ bắn sau lưng tao thôi. Thằng giết T3 á. Đó kìa. Trả thù cho tao chưa? Đang bắn nằm nào. Trả thù cho tao chưa? Trong khói có một thằng đang bò hay sao á? Hay nó ngồi vậy rồi? Chết luôn. Chết rồi. Cái đẹp mẹ đó. Mày cứ chấm một cái là tụi tao sẽ xuống. Ở đây hả? Sớm rồi. Mẹ. Gì? Em đang làm việc nè. Ui, có một team nha. Không phải. Rồi, cứ để đi. Để đi tết làm. Thằng Linh kia cất cái áo bên kia đi. Rồi.
chết rồi, quay xuống trước rồi. Là anh qua nhà khác thôi. Tôi cần một cái gì đó trên tay, đúng không? Sao lại không dòm? Tay thì tao đã có chảo, nhưng mà tao không cần cái này. Tao cần một cây súng khác ngoài K98. Thế thì Win 94 nha. Ủa nọ gắn đi 8 vô được mày? Được. Đó là hồi xưa thôi. Để cho gắn. Còn bây giờ. Để cho gắn, để cho gắn. Ê. Bắn mày hả? X8 mày nằm đây. Không. Mày gắn đỡ cái X3 của tao đi rồi đưa tao cái X8 tao xài cho. X8 của mày đi qua tay tao nè. Để cho Z lấy rồi. Nào vậy thì cúp đồ của T3 hết đúng không? Tồi bại. Đúng rồi. Thích thật, không có ai ở đây thoải mái mà lục. Ờ, bo gần luôn. Ủa, nãy thấy có người nhảy mà ta. Nó lượn ra phía sau quá, nó phía Tore Alumbara gì á. Ok, cái này cho sực gần nè. Kìa, tí súng nó bắn kìa. Không, tao bắn nhầm. Chán mình đội quá. Đừng lo, đây không có ai đâu. Ở đây không có ai đâu, đừng có lo. Nói thẳng ra, chán. T3 quá. Ôi, cái bò kìa. Kế bên luôn. Quá đã. Thấy không? Đây, phải làm sao coi được nha. Chứ như nãy là cái chưa gì hết, tụi máy bay ra lút là thấy hơi chán rồi đó. Hơi buồn rồi đó. Tôi tính nhường cho tụi bay mạng thôi chứ. Thế hả? Giết ngay có cảm động không? Cảm động bái lòn. Nghe muốn khóc mẹ luôn. Ủa sao bố mày lút hết rồi hả Z? Ừ. Ai lấy đạn xanh không? Xanh dương hay là xanh lá? Xanh lá. Đạn xanh có kèm với mini không? Không nha. Đạn xanh cũng được. Cái hòm bắt đầu nào. Bắt đầu. Đeo đó. Đeo đó cần mình rồi. Cái đạo giữa lút chưa? Lút ở giữa rồi. Đâu nào? Chưa ai lục thì để cho ra lục hộ. Cầm đấm đạn 7. K98 cần lắm. T3 cần kêu đúng không?
Tao cần ăn tiếp liều. Ghê vậy sao? Gì đó tao chỉ chỗ cho mày lấy không? Trời ơi, tao chả ngại gì hết. Lấy được cái đó xong là cứ bắt, cứ mỗi phát là một kill easy. Đúng rồi, đâu ngại gì đâu, nên hồi nãy biết cái đúng rồi. Hả, tao nhường chưa bay bắn thôi mới vô tao lục thôi. Bần tăng đéo ngán ai cả. Thôi bà bo bậy, như vậy lúc nữa. Bốn nít nè, ai thiếu không? Tao. Tao thiếu cái súng nhắm. Cô Vita lấy bốn nít không? Không. Tao cũng không. Lâu quá rồi. Mở miệng xin dép thì ngại quá, trong khi mình đang cầm X8. Ta chỉ cần cách đó thôi. Mày không nói là ta đi qua mấy cái nè. Thấy à? Biết. Nãy đi ngoài đường thấy trời gió có vẻ to. Tính nói cái gì đó nhưng mà nghĩ lại. Thế ba. Hey. Yes. Ý nhất là nó có phải là một sự trùng hợp hay không? Tao chưa kịp nói cái gì mà thế ba đã quên rồi. Thế có lấy đạn 7 không? Tao cho mấy hộp này. Đây. Đây là có xe trong đó tao bắt. Ủa mày ngoài bo mà, tao trong bo rồi. Ôi chà. Hai trăm ba viên. Cầm ít thôi. Nhiều ship cho người ta thôi à. Tao muốn đứng ở đây thử súng, nhưng mà lại sợ đồng đội nó đổ thừa là mất tập trung. Cái đó cho mày nè. Cái này là cái holo shit mà. Cái đàn nhau bắn đi. Trời ơi. Không, Red Dot tao bắn dễ hơn. Ủa tao tưởng dùng hack thì nào bắn như nhau thôi. Hack cũng cần phải có cái trình. Hack sao để người ta không biết mình hack đúng không? Ừ. Ví dụ như mình không bắn headshot mà chỉ bắn vô người thôi. Huy đục hết sạch rồi, giờ ra không có gì hết. Cái nhà kho đây. Cái vàng á. Đây có ai không ta? Có. Thành phố mày đang đi vô á. Không lẽ tao bật X-ray lên tao coi thử. Bật đi cho tao xem với. Mày cũng có mà. Có cái gì? Đây ba chỉnh cho tao mà. Tao có biết gì đâu. Mấy thằng không biết gì là nham hiểm. Nhiều khi tao chơi trò này mà không đeo phone đấy chứ. Cái cần gì phone. Thật là ngốc xít. Như Z xài Sonic Rara nè, cần đéo gì hit phone.
Thế mà khi nãy mình mà bảo gánh dép thật là ngại quá. Chỗ này lắc quá mày, con má còn chín mé bé rồi. Full đồ chưa? Rồi. Mẹ bỏ cái bát thầm giờ đéo biết nằm đâu luôn. Bát gánh cái gì? AK em. Ê tao nhiều bông khói lắm, chút nữa cần quăng nói tao quăng nha. Nhưng mà quan trọng là mày có kịp lấy quăng hay không, hay là mày nằm mẹ đó luôn. Sao không? Ta chỉ việc đứng sâu và quăng. Nó bò dễ chịu vậy. Đừng kinh thường. Đã bao nhiêu lần chết vì mấy cái bò như vậy rồi. Để nó bò cối, bẹp như kia luôn. Mẹ, đấy làm gì? Eo, Haza. Khoan mừng vội đúng không? Mẹ cái súng nó nhắm vào ta đâu. Ủa cái chấm này nút chưa? Nào. Số 4 đó. Lướt rồi. Lấy tay bá đi đó mà. Tao có điều đó đâu. Nó nãy giờ không thấy ai hết, tụi nó núp kỹ quá. Nó trốn mày kỹ quá phải không? Lòi ra. Chỉ nói cái gì là tay bá bắn ghê lắm mấy. Tay bá bắn chết mẹ hết. Ý gì vậy phải không? Vì nói cái gì là tay bá bắn ghê lắm mấy. Tao nói vậy thôi. Huy bánh mịt mày thì cái súng của mình à. Khổ Huy quá, giờ Huy muốn cái gì tao đưa cho nè. K98 98 mà, phải xài cái em lỡ đi mẹ ơi. Mày cầm cái 98 cũng như không mà. Thằng này lúc mà mày vô lúc tao vừa cầm móc cái lựu đạn ra, tao vừa rút chốt nhưng mà rồi ba chết trước khi tao ném luôn. Muộn rồi. Đợi nó xì khói rồi thêm thời gian nữa. Bởi vậy tao ba làm lẹ quá. Tao tính bơm mình máu rồi mà bơm không kịp. Bơm lồng què gì nữa, nghĩ sao vậy? Mày làm như ấn một cái là máu tự đầy liền. À rồi cái đồ như có giao lưu võ thuật. Đây lấy súng nhắm cho Huy nào. Tao nghe có nhiều tiếng súng lắm nhưng tao chưa có lòng nhắm, tao bắn đây tao á. Đùa, giao lưu võ thuật kìa. Khu nhà Cannabis Kuro đã bị hạ gục bởi. What the fuck gì vậy? Rớt like hả? Không, cut like. Giờ lên vết xác nó. Cần lắm một cái ba lô 2 để mà là tao làm ba chết. Ba lô tao full rồi. Trời, Huy lên là vậy? Không một lời thông báo. Ủa thì câu hô lên mà. Lên đâu? What the fuck? Đợi tí. Xin phi câu nói lên giao lưu võ lực. Thì tao thấy nó đứng hạt bắn nhau rồi kìa. Nhưng mà tao không có tầm bắn mày ơi. Trong khu nhà hả? Không, nó ngoài mép rồi.
Chấm mày, chấm đi. 200. Để tao lên tao chia cho mày một cái hô luôn. Chết mẹ, nó thấy tao rồi. Nó thấy tao rồi. Thấy tao rồi nha. Đi bóp lên sau lưng đi. Dưới đây nè, còn thằng mà đi bóp lên đây nè. Cái chuồng má chứ không có thể đeo được. Mẹ nó có súng to nữa, sao bắn nó. Đâu phải ai cầm súng to cũng bắn hay. Nhưng mà đó là cái lợi thế mày hiểu không? Hay à. Ôi. Má dốc lên đeo được rồi. Dễ chịu. Sao T3 lên được hả? Ba đi khác mà. T3 chờ 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 Phi Cô với Z lên đi T3. Mày nhìn về hướng tao coi nó đẩy đẩy chỗ tao không Z? Không nha. Tao đéo thấy gì hết. Ủa chưa xong nữa hả? Đây đây tao thấy bên này. Đụng bên trên đó nữa. Khu nhà vẫn còn. Khu nhà vẫn còn. Nhà còn nha. Chả thấy gì hết. Nhà nào? Kia kia. Cái đồ vô lũ ở bên đồi bên kia. Thấy rồi, thấy rồi. Cái đồi tiếp bên đây lận. Ê, tao nghe có tiếng chân trong nhà mày ơi. Trong nhà đó có người mà. Quy lên đây cứu tao nhanh Quy. Cứu tao bè tao dưới đây rồi. Vậy giờ sao tao dám đi? Đi chung với cô rồi. Cái bò bây giờ có tim, có một tim. Á, cái bò này chạy tuột quần luôn á. Đi có bắn à? À, bay mũ rồi. Ê, đi, cứu tao Z. Đi nghe nó đi. Đi cứ văn hôi rồi, thằng kìa. Đi. Nó sắp ra cái dinh hủy đó, đứng cạnh nó đi bị ta. Rồi, cái ba. Đó là hai team khác nhau. Hai team. Đó, nó bắn K98 ta nè. Tụi nó bắn nhau mà mình chen vô á. Trong nhà ông ta. Thằng này có tiếng trong nhà mày ơi. Kìa kìa, trên nóc, trên nóc. Nóc nào? Trên sân thượng á. Mọi ghê quá. Tại nó biết ở đâu đi tao di chuyển luôn. Ôi má. Ôi hay. Ôi ghê vậy, ghê vậy. Tao đem bom nó sợ quá chạy xuống á. À, nó chạy ngang qua tao luôn mày ơi. Nhưng mà còn nữa. Trong nhà còn một thằng này bị gục nữa. Huy có thấy gì không? Tao thấy bò xa vãi lồn. Xe mà học hỏi đi nha. Xuống đi anh em, mình cover nha. Xuống đi tao ba, tao canh cho. Thôi tao sợ rồi, đồ tao đầy đủ rồi, kéo lúc nữa. qua bên tao nè, một team, còn một team ở dưới đây nữa. Đẩy qua đây bây giờ. Đi thì cô ơi. Dạo này mình vẫn ghê vãi, chỉ một băng là đã giết tụi nó rồi. Ôi, đây có cái xác này á. Xác nhiều lắm, hai team mà. Cô kìa, mặc áo đi cô. Mini nè. Thằng nãy bắn tao chỗ này đâu bay? K98 đúng không? Không. Cái thằng bắn K98 rồi. Má cái nó chạy bò trước mẹ rồi. Bò thôi anh em. Má bò xa mà khó nữa. Dù xa dù khó luôn. Đi. Tại ba, đi nhanh. Đi rất tốt. Có đấy tốt rồi. Ôi giời, thấy ngựa rồi. Má bò vừa xa còn vừa khó nữa chứ. Má sao lưng mình còn thằng á. Chạy đi giờ, tắp đầu nó chạy rồi. Ở
thôi cái bo này chạy sao kịp mày. Móc nước vô. Tao nóc mất cả hai lon rồi. Tới đây nè, rồi chạy qua đây nè, cái vàng á. Mới ăn tàu được. Nó bò xa phết. Tụi mày đủ kết không? Đủ. Bởi vì cái miệng Jeff xui lắm, bo dựng cái đủ bắn bút chỉ luôn. Tất cả là tại Jeff. Tao như là một kill còn tại tao cái gì nữa. À vậy hả? Nhờ tao phản ứng kịp chứ không thôi lại nhảy xuống bắn chết tao rồi. Tao ném nét liên tục lên trên nóc nó. Nhảy xuống, má tay ba anh hồi trời. Nó chỉ lưng cho mà bắn không được thì thôi. Cắt cu. Cái địch mẹ đi chỉ qua lưng đường nhưng à. Mà nó di chuyển chứ có phải đứng yên đâu mà. Ôi đồ. Sao đâu, nó tha mà. Bắn tao làm chó. Nói cho nó nghe. Ông có thằng giết kìa. Oh shit. Nó đang ngáp, bà đang ngáp. Qua được rồi bay ơi. Đây nè, đến nhận ngọn núi nè. An toàn rồi. Ủa má thì ba vô được rồi, má gắt vậy. Dễ ba này trúng rồi, nhìn vô thoải mái rồi. Nhưng mà còn qua đường nữa. Người ta ăn đầy máu đi, giờ qua đường cũng qua lần nào chả được. Xe. Kệ đi. Còn bằng đét không? Quăng tay thôi. Thế rồi, có 5 cái à. Đây tao quăng cho mày nè. Có 7 giây kìa. Đi xe hả bụi. Xe máy. Chia lại 9 cái nè cầm đi. Ủa đừng có chút câu à. Vô mày đây, đừng vô mày đây. Đây, 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 phía kia núi. Phía kia à. Thằng hướng mình qua luôn đúng không? Qua luôn. Có cần là quăng bấm khói không? Không, đừng cứ chạy, tụi nó đang đéo để ý. Quăng khói là nó thấy liền á. Ngay trên đầu luôn. Tao thấy nó rồi. Trong cái nhà vệ sinh, trên mạng nó thấy tao rồi, sao á. Nhảy sinh á. Sao Huy? Huy ẩn nấp thật là kém cỏi. Nó đang ngồi nhìn ai kìa. Trong nhảy sinh. Chết từ từ lên, chết từ. Trước mặt mày á, trong nhảy sinh á. Hai thằng ngồi ngồi. Có đứa nó chạy qua phải rồi kìa, có đứa nó chạy qua phải. Thằng này yếu rồi. Cứu nào trước, cứu đi, nhanh lên đi ta, tao ba. Cứu Phi Cô hồi trước đi. Ừ, ngồi yên. Không sao, không sao. Phi Cô đẩy qua đây nè, Phi Cô. Lấp nào nè, Phi Cô. Bắn vài cái cho nó nhấp đi. Thôi, nó sẽ gây tiếng chạy rồi. Ôi gì. Hay quá. Cứu lần nữa. Chúng bạc. Tao nữa. Từ, giết trước nha. Hai vừa đứng lên bắn tiếp. Ừ, thịt mẹ chưa kịp kết nữa. Ê, vậy tao có quăng bơm khói không? Tao còn 2 cục. Thôi, xong rồi. Được rồi. Mày nó bắn tao 7 mũ 7 giáp luôn. Du đông xây. 7 nước luôn. Mẹ nó. 2 kill rồi đó mày, nãy giờ tôi bắn 2 kill rồi đó. Tụi mày chém chết á, thôi là cái chai bơm khói tao quăng là nó phụt ra kịp á, nó che mày lại á. Thôi mày chết mẹ rồi. Để con mũ cạp gì hết đi. Tất cả là vì cứu thằng ra nhà vệ sinh con. Chết rồi. À vậy mà nãy chết vậy bắn tính KS của tao thì chứ. Còn nước không? Mẹ có nước nè. Nước đời nè. Đây tắt hết nước rồi. Vô đây cho nước nè. Đâu rồi? Ta đang lục. Vô trong nè đây, ta cho 3 lon nè. Thôi, ta có được 4 lon rồi.
đây đống nước mà bắn không máy. Má tao tao mười mấy lon rồi. Vô ba 47 giây. Ôi chưa chưa chưa. Trong nhà kho một team nha. Bên kia một team. Lấy luôn. Ủa tao tự mày chê. Kệ nó có cứ lấy. Má kiếm cái giáp coi, có giáp ngoài đâu không? Không. Ôi mấy nồi. Thử cái coi. Ê, nhà kho vẫn còn kìa. Tháp ba lù ba quá trời. Đây có giáp gì hết trơn à. Con này nó giàu rồi. Kích kích. Mày bắn bảy mỏng hết rồi. Tao chỉ bắn vô người không à nha. Kìa kìa kìa, khói kìa. Thấy đủ mắt sao quá vậy. 75 kìa, 75 kìa. Xa vãi luôn á. Tao bắn nữa. Ê, vô bao, vô bao. Bao, 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 bao. Mày đồn. Mày cứt, mày cứt, mày cứt. Rồi xong. Kịp không, kịp không, kịp không. May quá. Ê, nào dưa kít đâu nhỉ? Quăng mở tao xin ít kít đây. Đây 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 là đây. Có có có. Nghe nó. Để phía con, nhà kho tim. Lại lại lại. Nè ngoài ngoài bao con tim. Ngoài bao thôi chứ chắc chết chắc rồi. Không không không, bên trái cái chỗ đó mình bắn á. Chết mẹ nó gần nhà mình rồi. Để tao vô tao cản đường nó lại cho. Đi qua bên phải nè, đi qua bên phải nè. Thì kia nó chạy bộ kìa. Đâu? Vô bao kìa, vô bao kìa. Bắn nó. Mấy bên phải nó còn thành này. Mẹ phải luôn. Từ nha, từ nha. Một thằng à, một thằng à. Đâu vậy? Dưới, dưới, dưới. À, không nói dưới. Chết rồi. Ó đi mẹ cái chín cháu đâu ra vậy? Má mình bốn thằng đó phải lồn này giết giết. T3 trước mặt kìa, ta T3 trước mặt mày kìa. Trước mặt tao hả? Ừ, dạ đi. T3 đâu vậy? Mày tao đang chỉnh hướng. Ông nội tôi. Trận này mình làm lại nào. Trận nãy đang hay mày hiểu không? Mình đang lợi thế 4 thằng. Ừ, tá tao giết được 2 thằng luôn. Zed nó bị thằng bên kia bắn qua nữa chứ. Ôi. Zed bị bắn túi bụi. Trong cam một team nha. Cam nằm một team. Cam âm thơ. Nơi này không có quy. Có tao thì sao? Có mày sẽ bị mày lục hết đồ. Quang, thủ thừa. Cứ giành lại cái nói chứ. Đấy dầm đổ tại chim. Bỏ đâu? Trời ơi. Cái này bao lâu ít mày tìm hoài để thấy. Đó, mới nói luôn. Hay vãi. Như hắc. Hắc chắc.
mày là sao? Còn sao nữa? Mày đợi tao phải nói à? Ở nhà nó tao lục rồi mày. Đây luôn à? Ở đây có tìm ta. Ai đi? Để tao vô tao thẩm thích cho. Có gì ngon thì tao giữ hộ. Dư một trái 4 ít. Xin vậy. À, 4 ít bước đầy được. Đồ má có xe đậu ok kìa. Pico vừa đậu á. Mày nhìn đi phía cao ta có cái xe đậu. À, lại 4 lít nữa. 4 lít bước đầy đường. Còn nào lúc cái nhà này thì quên. Thế lại 4 lít rồi. Thì bạn nó bài đầu tiên chứ ai. Nó làm được quá trời. T3 phung phí những gì mình đang có. Rồi sau này T3 sẽ hối tiếc. T3 nước lắm. Thì ta sẽ cho bonus Huy và Pico. Cho đi, ta chỉ lấy cái đó thôi. Ta có 4 ít rồi. Đúng chưa, 4 ít bước đầy được. Tại vì mày cầm bonus cũng không làm được gì á. Cái ba à. Không phải không làm được gì mà là tao không bắn được con ít. Đúng rồi, không làm được gì hết. Mày có nghĩ khác nữa ư? Mày hay nghĩ theo cái nghĩa mà tao không có gà. Thấy có một cái nhà mà ba thằng đang hướng tới. Tao vô trước. Không ít nữa nè. Đáng quá trời luôn. Rồi, tôi phụ kiện. Đi về u lắm vậy. Vô mà Pita ấy là tay bạn chơi luôn. Tôi vô là cái gì? Tay bạn chỉ bắn vector thôi. Không. Không. Ủa. Ấy có cái laptop ngược nè mày, có cái laptop nghiêng nè. Qua giết tụi Cam Alpha. Nó đi bên Hà Tĩnh á, không đi đây đâu. Huy biết hết đường đi nước bước của tụi nó hết rồi. Má
cho cây M4 làm cái kit thì giống bả vậy. Mình có lấy không? Berry. Nó. Weibo nữa. Weibo bái lon. Hi. Đạn thì nhiều mà chẳng bắn được bao nhiêu. Mày bắn mù tần chơi coi. Thế thì tại sao phải lấy nhiều đạn? Đưa đây mày. Triết lý của T3. Qua đây thôi. Có đủ máu bao nhiêu vậy? Phải lòng. Ê, WVU là gì đây? Vico đi giống như là một vị thần, trời giảm thanh đéo nào lụm luôn, vãi cứt. Mày vô rồi. Cái này là cái nhắm hả mày? Rồi, nằm ngay mép cái thềm nhà luôn. Ê, WBU là nhắm hả mày? Ừ. Được, cái này hợp với tao đây. Sao mày biết nó hợp sao với mày? Sao tụi mày đi ngược hướng vậy? Mày đi đâu vậy? Vô vào không? Bọn mày bên đây mà. Ủa? Cậu vãi cứt. Xong. Rồi lỡ bơi qua chứ sao? Má, bơi già lắm á, sắp bật lồn nè. Bơi đi. Chứ giờ tao chạy qua tụi mày cũng có kịp đâu. Michael. Ê, chết. Má té núi. Michael Phil. Michael Phil. Biết đâu ta đi đường này ta thấy được có gì thú vị gì sao? Thì có cái hộp nổi lên. Thuận béo. Xin ban đạp mở rộng nha. Mày nãy mới dùng cái rồi. Cho AK lắm rồi. Cái này đéo thấy WBU luôn á, WBZ luôn. Rồi xong. Nó bắn mẹ tao bà. Không, tao thử cái WBU. Sao mày ngu vậy, mày đứng cái đó. Trời đủ, tao giết mày bây giờ. Có ai ở đây đâu mà mày lo. Thấy không? Trời yên quẻ lặng thế này. Khéo lo. Tao sợ mày chết thôi. Không phải một cuối đâu mà. Áp cô đi lẹ quá vậy, từ từ rồi. Tao nghe có tiếng súng, tụi bay cẩn thận. Mày phải cẩn thận đây. Nãy giờ chưa vô bo nữa phải. Bo bên này nè, vô đó làm gì? Bên này nè. Vô hút cam làm gì? Cam hả? Vậy để tao vòng qua tụi bay. Ủa tụi ba quá. Tụi ba mua map này chưa? Mua làm gì? Cần gì phải mua? Tại biết sao? Gần nha. Quẹ. Trước mặt luôn cái khu nhà rồi đây, không vô á. Má đâu? Đúng rồi. Kìa. Ầm dưới kìa. Để tao không dám nhắm. Hai tên lượng lia đó đi cho bớt lượng nhiều thằng bớt. Khu nhà. Tại vì tao có nhắm mà. Tao thấy nó giọt. Ít ôi. Còn một thằng nữa. Ôi đủ má, ba thằng ở bên nhà luôn. Ba thằng ở mép nhà luôn. Ba thằng lận. Mấy nhà ngoài cùng á, giết gần mày giết rồi. Ừ. Được, con đi phát rồi.
Tao thấy nó chạy qua hướng 105 nè. Nó chạy song song với mình đó Huy. Nó trong mép nhà. Mình bắn ai đây vậy? Bắn tao. Ấy. Mày đuổi trong. Trong nhà còn nha. Má con thằng móc lên rồi. Phi công, phi công. Thằng nó móc lên. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Cái giáp này bọc hậu đi, tao cứu. Cứu con nào đây, quỳ hả? Giết được, bắt gục nó chưa? Chưa. Cứu đi, cứu đi. Đụng mắt có bơm kìa. Hãy ngồi yên đi, tao cứu cho. Bãi cứt. Mày bo, mày bo. Ủa hai thằng luôn. Cái nào vậy? Chỗ xác tao, xác tao, xác tao. Đâu nữa vậy? Tao bắt cùng hai thằng rồi. Phải không? Ê, đông vậy, sao thằng nào kêu còn hai thằng? Giờ thì Huy đừng có giả vờ mà đẩy tao qua bên chỗ khác nữa nha. Đây rồi, tao thấy cửa hầm rồi. Thấy không? Cửa nào vậy? Một thằng lẻ vậy. Một thằng lẻ nha, phải chừng. Có một thằng nha. Ở đâu? Nó vô cửa hầm bên kia. Nó vô cửa hầm nghe chấm vàng hả? Tao thấy có một đứa đang nhảy dù tuấn nè. Đây chỗ mày ơi. Rồi. Quá my friend, nếu có súng. Trời đủ quá. Súng đâu? Súng nè. Ở đây nè Z. Phải chứ, không lấy súng gân mà cầm cái chảo mày. Có vô đây không? Chắc là có, tao thấy nó vô cái khu hầm mà. Thôi vậy để chút nữa tao bảo vệ mày cho. Khi đốt xong à? Đi vô đây này Z. Ủa bên kia mày lút chết chưa? Thôi tao đi, tao mới đi tưởng nó qua á. Cái đường mà nó chữa đi. Ngược lại tao đi qua mà. Con này nè. Chết kìa. Mày. Con hai kìa. Lấy xe đi mẹ à. Lên tay bay. Chờ chút. Tao sắp lên rồi. Tao lên đây. Tao đang... hai nè. Tao đang giữ một cái X3 với X4. Có ai cần không? Xin. Trời, lụm đầy đường. Hi hi. Ê, có khi nó qua khu nhà bên đây quá. Shit. Ê, coi chừng nó vô nhà kho của tao á. Còn cái lồng gì nữa. Đưa X4 này, ba này cũng được. Xin một cái, X4 gì cũng được. Đó. Để tao lộn mà X2 à. X2. Khu nhà chưa lốt kìa.
Tao thấy Zed chạy nhanh quá. Tao chết cho là mày vô. Ok. Không. Không đồng ý. Mày muốn sao? Nhìn nhà này clear rồi nè. Đó, vô đi. Cảm ơn. Không ai nhà kho luôn có rồi nha. Ủa hôm nay nhà kho nó dẹp mấy... Ờ, còn bộ bàn ghế. Quý cô đi kiếm bàn ghế ngồi hả? Mẹ. Phải là... Đầm đào, trà đá. Ây, ba lô ba này. Hay thật. Đẳng cấp mà phải xài ba lô ba. Ê, có xe đầu ngoài nha, Fico. Đó, chậm cái đầu nữa. Ê, nó kìa. Giết. Giết ăn hôi được một thằng. Như thế nào gọi định nghĩa là ăn hôi? Là tao bắn mấy phát xong rồi giết lắc hết. Nhanh đi, dòng họ nó kéo tới bây giờ. Tao đó thằng này nó đánh tè hả? Chống quy. Tao thấy nhanh quá. Chưa có một thằng trời. Ê, đủ bắt cái chính đá nữa nè. Xin đi xí xí. Nè. Xin kinh. Bắn đi. Nè nè, cắt ra nè. Bây giờ trả lại tao cái X4 nào. Đẹp bê, ngon. Nè, đéo nào lấy xe vô trong luôn. Xin đạn 7. Ok. Mày có cớp không? Không lại bắn chạy luôn rồi. Thôi đi. Đứng đợi làm gì? Chạy mày, chạy mày. Đi đâu giờ? Đâu biết đâu bò sẽ bò về cái khu quân sự. Bò gì thì mình có xe mà. Mình có của gì trong đây không? Nếu không có gì hết. Cái KL AK này hả? Có cái nồng cái đất này nhỏ nhỏ nào không? Hô lô cũng được. Không. Rồi nhà này biết được súng luôn. Anh chờ mày cái súng đó mày. Ủa đó vậy hả? Không. Mới giờ đi đâu trời? Đi loot tiếp. Loot xe. Lên xe. Anh chở các em đi loot dạo. Mạnh dạng. Ngồi ghế số 3. Có an toàn. Thằng Huy không lấy mũ à. Có mũ số 1 kia mà. Thôi đi đi đi. Chúng ta chơi nè. Mình có da chạm. Còn lúc lái xe nhớ phải gắn cái vô lăng vô lái nha Pico. Để làm đúng thao tác đàng hoàng.
này rồi. Ôi, 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 nhảy ra. Bỏ vô đây, bỏ vô đây. Vừa nhảy ra bị cái xe nó quật luôn. Ê, đây lút rồi. Giác thật là lo sao á đi. Lút rồi, lút rồi. Mình đóng cửa gì vậy? Lút rồi. Nó tạo hiện trường giả. Ủa, chưa ta sao thấy được cửa đóng hết trơn à? Dạ, ba. Chưa. Đấy vậy, đéo được tìm được cái thứ đâu rồi, đóng luôn. Chán vậy. Thế mày xài X3 không? Đéo khó luôn à. Nước thì cũng đéo có luôn, phải đâu. Khi cái nghèo ấy đụng qua 16. Giờ làm gì đây? Như ta mới thấy mày cầm cây K98 thôi. Có đâu. Giống của tao quá hả? Bại. Tao cũng đang cầm cây nè. Mà không phải đâu. Đúng rồi, cây của tao trình cao hơn. What? Đam cao hơn, phố hôn. Hai cái thân luôn kìa. Liệu có tim ra chặn cầu không? Hai thân luôn kìa, yes. Đâu? Hai thân ngồi biển kìa, 115. 115. Rồi, giờ mới có được cái hồ lô. No hope. Ghê quá, gắt lắm. Ê, đây bị lút rồi. Sao biết? Cửa mở cửa hết rồi, một con hỏi. Là nó đang lấy thính đấy. Thế thì mình đi phục kích nó xong mình lấy lại thính. Easy. Đâu, 15 đâu. Đâu phải đó có đâu, không ngoài biển đâu. Năm mà đứng trong này. Năm hồi đó đi kìa ra đây. Cái tăng lượng cái gì vậy? Năng lượng mã giảm giá. Cắt bay. Lút rồi nha. Đưa cho tên ba cái red dot đi, giờ tha hồ mà đứng lựa. Ra cánh cầu nhỉ? Ừ, cánh cầu đi. Chạy hoài chán quá.
mình ra làm bảo vệ cầu, nhưng bạn ơi, ở ngoài đó cũng có một bốn thằng đang bảo vệ cầu. Cái gì cũng phải cạnh tranh mà. Ôi đây rồi. Thế là xong. Giáp 2. Tụi này tụi nó bên Mita rồi, tụi nó không ở còn bên đây đâu. Mita rộng lắm. Tham lam như T3 nó qua đó lút liền. Hết rồi, còn gì đâu, nhìn nhìn tao nữa. Hiểu không? Xuống nè, dốc lại. Mà canh cầu đi. Ê, ê, trời ơi, ê, trụ nó, tôi vừa mới nhảy xuống, thấy có lon nước. Chạy đi, lười quá. Lấy cho tao. Có cam cầu không? Anh đi, tao có nhắm nè. Quan trọng là trên cầu đã có sẵn ai chưa? Cục má còn đông lắm mày, năm mấy thằng nữa. Ơi! Khu nhà mình mới đi ra kìa. Đó kìa kìa, 265 kìa, đang đi đi kìa. Giết nó. Đây nè. Giết cái gì xa lắm, bắn rồi lội chỉ liền. Hai nó đang bắn nhau ở team nào nữa. Mình bắn phụ. Câu kìa, câu kìa, câu kìa. Câu kìa, câu kìa. Tôi quan kìa. Tôi. Thôi, mấy mã này mình lộ lưng lắm nè. Qua bờ biển, qua bờ biển. Bờ biển nó bắn mình được. Đây qua cái xe lật kia. Ở nồi. À giờ chạy lên cầu chỗ một viên. Cô đi đắp mèo. Hai viên. À, người bắn ngoài đi cục vậy hả? Cục đó, vết, vết phân cục gì mà. Trời ơi, vết hết à. Chỉ là... Má bắn ngoài đúng cục. Ba ít thôi mà. Ê, mày thấy gì không? Mày thấy gì không? Mày thấy gì không? Mẹ ha, tụi bà. Còn mày thấy cái gì không? Con mẹ nó bắn ngoài đúng cục. Ba cái kill, cái kill, kill đó kill của tao tụi bà. Sao tụi ba kill nè? Gì? Ai... Ở xe nè, ở xe nè, ở xe nè. Tụi mày có thấy gì không? Má nó. Ở xe nè, ở xe nè, xe mà trên cầu nha. Tao làm lại một cú nữa. Pico móc qua Pico. Đâu, đâu, đâu đây nè. Ngay cái xe luôn. Tao canh chủ nhà sao? Huy bắn không được thì canh đằng sau đi mày. Huy thấy thế nào? Là một sự sỉ nhục. Đâu cho é đó. Đó. Thằng nào vậy? Thì ba mày cầm bait hả? Ừ bait. Nó bắp lên rồi Pico, bên dưới Pico à. Đúng không? Nó bắp cái thằng ngay chỗ xe. Nó chạy qua cầu Pico. Thì cô ra đó rồi chết hay cứu. Chết thì thôi mà. Á à, thêm vét nữa chứ. Bắn một viên đó thôi. Xuống rồi. Một thằng bên chỗ Pico nữa. Một thằng bên chỗ cái xe mà taxi màu vàng vàng nữa. Ôi đụng nó bắn tao kìa. Bên nhà bếp á. Ê đụng nhà bếp á. Ủa ai bắn tao vậy? Nó tự chọn mình rồi. Ở đâu vậy? Trên cầu. Ba đi vô, nó bắn giờ. Đúng quá đi vô. Cái thằng nghe xe Jeep chết chưa mày? Rồi, xe Jeep chết rồi. Còn cái thằng chỗ xe xe màu vàng, xe cháy màu vàng á. Gây cấn quá, gây cấn quá. Nó chưa qua cầu đâu. Kìa. Nó vô cầu rồi. Chỗ xe màu vàng á. Thấy rồi. Nó khó nhiều quá.
quăng lại thôi chứ tao chả thấy nó đâu. Tôi qua phối đi con. Có đâu bắn tôi nữa vậy? Ê mẹ ơi, tao cứ đi ra chỗ đó là nó bắn tao à. Rồi tôi giết thằng đây rồi. Còn kìa. Còn thằng trên cầu. Đây rồi, khi cô giết được, giết cái thằng khỏi thở rồi kìa. Má cái hàng rào sắt này. Coi chừng bạn nó móc lên. Tụi mày có bom ném vô chỗ đó đi. Tao có. Nó sao nó đi nhẹ, nó nhảy xuống nó lội ngược qua đây á. Mình không, hay bị không, vậy đó. Gì rồi, không thấy nhẹ đâu. Mày bắn à? Ờ, bên là cái xe ngay cầu nha. Một thằng hả? Một thằng à. Má quá. Chắc gì bạn. Đi đi hả? Để tao đi chung coi. Mày xa quá. Ôi, đẹp má. Cái đi dép, nó công lắm. Mày còn đang bẫy không tay bạn? Còn. Gì hết đây? Mấy gì hết đây? Nè. Phải lột chia. Ôi, hai cái hộp luôn kìa. Ôi. Quá ghê cấm. Rồi xong. Giết đi tấm mèo. Má cái bạn chỗ này đi qua được. Không kịp đâu. Cứ đông kịp rồi. Ê tao mới thấy nó rồi. Nó bắn nãy giờ mới thấy. Nó hai thằng hay một thằng kìa. Một thằng à. Thằng kia bắn nãy giờ hoài để chết vậy. Mấy cái kẻ khó chịu quá. À, nó quá. Tơ ba, tao bên này nè tơ ba. Chụp bên này nó đéo bắn được, chạy qua đây. Chết mẹ là còn bắn gì nữa. Không, bên sau lưng bắn nó kìa. Lấy xe, lút đồ lấy xe chạy đi, nhanh lên. Thuộc lũ này, bỏ này. Rồi. Sợ quá. Của ai là vậy? Khỏi thở rồi. Ủa sao ai đây vậy? Chắc thằng này tao bắn á. Kiếm cái mũ coi. Này đều có mũ luôn. Ai bắn mày à? Quăng smoke vô cái giữa cầu rồi rút đồ đi. Smoke rồi. Tao rút đi, hết rồi. Còn nãy ai bắn tao mà, dưới kia mà. Dưới kia. Ê. Cái gì vậy? Thì tôi ném bom. Đâu phải tao. Tao là bà ném. Ném bom đó làm gì nữa? Tao đã ném sầm ốc cuối cùng, đã ném luôn. Tao tính quăng bom khói mà tao móc lọn cái bom kia. Cái đẹp con mẹ. Vậy là có một nghi vấn ở đây. Ê nãy tao thấy như còn đứa. Chết luôn rồi. Thôi kệ nó đi. Tao hết kia hết nước rồi. Hết đạn luôn. Ủa lúc kia mình sát lắm. Phải ở dưới cầu nó bắn. Cái chỗ khu nhà á. Biển á. Xa lắm. À, giờ mình đi. Đó. Thấy không? Nó đang bắn tao nè. Hướng nào? Tao đứng đây nè, nó bắn tao rồi nè. Đéo hiểu luôn. Đúng rồi, để tao đứng đó cũng bắn mà. Sao lắc rồi tự nhiên đụng bắn 4 máy FPS kìa. Nó đang hèo. Hai máy luôn. Đi máy. Đấy, có đứa nó bắn đâu nữa kìa. À, đầu máy zoom lên cái được 9 máy FPS, còn tắt zoom cái còn 3 máy à. Ôi, ai bắn tao kìa. Kìa. Cứu. Rồi, ông nội. Trời ơi, má phải lồn. Ờ, để tao dán tao bò vô.
Ui nó còn dán bắn nữa còn chó này ác thật. Hết sọt hả? Rồi, rồi chết rồi. Này, đi ngốc quá. Đứng đâu nó bắn ngoài à? Ấy đủ mà hai bên cùng bắn luôn kìa. Mẹ nghéo thiệt. Pico ơi. Cái địch mẹ lòi tao mát lòi nhà ven biển. Tao còn đéo còn đồ nữa. Ra làm đồ tam này đạn còn nhiều. Đéo gì. Mình phải gánh team top 1 ư. Máu đéo còn luôn. Một lần nữa cuối cùng. Huy có đi tắm mèo luôn không? Xong trận tao cũng nghỉ mà. Tao phải sinh tồn nữa. Trận này top 1 cho Vita, ấy là T3 được 1 kill nào. Mày có thấy tao bắn nó không? Không, kill đó của tao. Ủa? Tao 3 kill nè. Thì thôi cũng được. À T3 giúp mày hả? Ừ. Ủa, lồn này hát thấy gì vậy? Ừ. Anh chết rồi, tao bấm tab rồi. Không, cái học bị lòi ra. Tao đứng trong đây mà hồi xuống nào lòi ra. Nó nhìn xéo xéo bên thấy được cái học súng thôi. Không được. Tao bắn tao đứng trong này mà không súng nào lòi ra. Đấy mày vừa đứng sát cửa sổ tí. Không, mà. Tao bắn ứng tới đây thôi à. Kìa tao thấy nó rồi. Ừ, tao cũng thấy nó rồi. Xe kìa. Ấy cái thằng chó này nãy nó bắn tao á. Giết nó đi trả thù cho tao. Cái thằng bin bin. Xe gần mày nha Huy. Bắt rồi, có bắt rồi. Cái gì mẹ, hàng rào lồn. Huy thật là kém cỏi. Hết bài học bao giờ tới bắn ăn cầu mai đi chứ. Bắn làm cái gì? Kìa kìa nói. Ghê chưa. Ôi, má nó chui lẹ ghê. Nhanh như cách T3 lật mặt với người yêu. Mày canh nó đi, thằng nào chạy vô đó cứu nó thì bắn nó. Cho nó cứu luôn. Rồi nó chết chóng luôn à. Chết chóng luôn rồi, đéo thằng nào vô cứu nó cả. Cứng quá kìa, cứng quá. Má bình. Cái xe nãy tao bắn nó còn 4 thằng luôn á, Zep. Thế mà. Ừ, kìa kìa kìa. Ừ, vô nhà đi. Lộn kia chưa chết nữa. Đù, má vô nhà, nguyên nùi bên đó luôn á. Ôi đây nữa. Bò lại. Ê, nhà cái bên luôn bên rồi. Bên cạnh. Bắn không. Không, nó cũng thấy thằng đó mà đừng có bắn. Bò nó đó chứ là ai nữa. Nhà cái bên. Anh hàng xóm. Ba kêu. Người bắn rồi. 9 thằng. Một tí bên này, một tí bên kia. Núp đi Huy, núp đi. Tao đang kiếm chỗ núp nè. Đâu rồi? Tao hết nước luôn rồi nè. Thì đừng hút máu đâu còn sợ. Cái bo này tới rồi sẽ biết ai thắng. Đây em lú ra luôn.
là bảy sọ liền. Giờ nhà kho hả? Bo của mình luôn. Hay quá. Ê đi mẹ mày. Hay quá Huy. Ai nghe tiếng nó chạy. Rồi hết các bạn. Hắt rõ ràng. Hắt gì người ta hay chứ hắt cái gì. Ba thằng thôi. Một một một. Khó khó còn thằng nè. Ai đàn kìa. Ấy ấy. Ai vậy gần mày bên trái sao á. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Nghe nghe. Lên lầu đi. Mày á. Ê, cái con thằng kìa. Cái bên. Hình như nó bên trái. Chị ầm ầm bên trái nãy giờ. Sắp đạn rồi. Đi sát đi. Núp đi, núp đi. Chui vô toilet núp. Rồi, cái bo này tới sẽ biết ai thắng ai thua. Đi sát đi, đối sát em đạn đi. Thua đó. Chưa ngồi làm gì. Nó mò về nó mới ghê chứ. Hai thằng đó ta. Đây coi dừng lửa. Kì 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 k